Với những game thủ đời đầu, họ đã chứng kiến việc Riot không thể cân bằng được con cưng nên buộc lòng xóa bỏ nhiều thứ. Nếu không, sẽ dẫn tới việc nát luôn game Liên minh Huyền Thoại. Liên minh Huyền Thoại đã trải qua chặng đường phát triển khá dài, đến độ tính bằng chục năm. Cũng trong khoảng thời gian này, Riot Games đã tạo ra rất nhiều vị tướng mới, item độc đáo và hiệu ứng skill mang đậm bản sắc của đấu trường công lý. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những lúc, Riot cũng lỡ tay tạo ra quá nhiều skill lỗi, item bá đạo hay các hiệu ứng khác người khiến game thủ không thể cản phá. Kết cục, những thứ đó đã bị chính cha đẻ Liên minh Huyền Thoại xóa khỏi game của mình nhằm mang lại một trò chơi cân bằng và hấp dẫn hơn. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với top 8 phép bổ trợ quá bá đạo bị Riot Games khai tử khỏi Liên minh Huyền Thoại. Dịch chuyển không hề có hiệu ứng báo trước. Một trong những cơ chế cũ của dịch chuyển trong mùa giải đầu tiên đã bị Riot loại bỏ trong phiên bản 1.21. Hẳn bạn đã quen với việc mỗi lần dịch chuyển vào một con mắt trên bản đồ, nó sẽ hiện con mắt đó và hiệu ứng phải không? Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu của Liên minh thì điều đó hoàn toàn không xảy ra. Bạn có thể dịch chuyển vào một con mắt ở sườn giao tranh mà không ai biết, khiến bạn xuất hiện như một vị thần từ dưới đất chui lên và hủy diệt tất cả mọi người. Siêu kiệt sức. Với những game thủ Liên minh Huyền Thoại hiện nay, rất nhiều người còn không biết Stifle từng tồn tại. Đây là tiền thân của phép bổ trợ kiệt sức. Trong quá khứ, Riot lỡ tay buff cho nó quá nhiều sức mạnh. Cụ thể, Stifle khiến tướng địch dính phải sẽ bị câm lặng trong 3 giây, đồng thời xóa bỏ tất cả bộ lợi trên người vị tướng đó. Thử tưởng tượng nếu dừng đối phương đang hăm hở xuống ganh mà dính một phát Stifle thì chỉ có nước, mất hết. Sự bá đạo khủng khiếp nằm ở chỗ, Stifle xóa bỏ tất tần tật mọi bùa trên người đối phương, nghĩa là từ những bùa được đồng đội buff, bùa xanh, bùa đỏ, Baron đều bị xóa. Chưa hết, nó xóa được cả từ chối tử thần, chiêu cuối của Tryndamere hay bất tử hộ thân cũ của Kayle nữa. Thế sao chơi? Chỉ thế thôi là đủ đập bàn phím cho xong. Chính vì sự quá mất cân bằng và gây ức chế cho người chơi này, Riot đã phải xóa vội vàng và đổi thành kiệt sức. Promote thăng cấp. Promote xuất hiện ở giai đoạn beta của Liên minh Huyền Thoại, tức là cách đây chục năm rồi. Lúc đó, đội ngũ thiết kế thỏa sức đưa vào các ý tưởng để thử nghiệm trong trò chơi. Song có một điều ít ai nghĩ tới, Promote lại là một phép bổ trợ quá bá đạo. Nó cho phép thăng cấp một đơn vị lính lên như cờ lệnh hiệu triệu, nhưng còn tỏa ra một hào quang tăng giáp và sát thương cho các đơn vị đồng minh. Ngoài ra, đơn vị lính được cường hóa bởi Promote còn có một điều thú vị nhỏ khác là không cho thêm tiền nếu như bị hạ gục bởi Twisted Fate hay Ash. Ưng tiễn của Ash phiên bản đó cho thêm vàng khi hạ gục lính. Như vậy, chỉ cần Promote lên con lính, nó sẽ mạnh ngang một tướng, kèm cộng thêm một đống chỉ số cho đồng minh. Thế thì sao chơi? Nhận ra điều đó, cha đẻ Liên minh Huyền Thoại đã phải xóa vội vàng và đổi thành cờ lệnh hiệu triệu. Nhưng cờ lệnh hiệu triệu đi với bùa Baron lại tiếp tục mất cân bằng và Riot lại một lần nữa phải cho khai tử nó hoàn toàn khỏi trò chơi. Search. Những game thủ Liên minh Huyền Thoại đời đầu của Việt Nam sẽ biết qua về phép bổ trợ này.
Surge sẽ buff cho tướng tăng lượng lớn tốc độ đánh và cả sức mạnh phép thuật. Nó có thể tăng đến 78 sức mạnh phép thuật khi người chơi lên đến cấp 18. 78 AP ở cấp độ 18 mà Surge đem lại, nếu quy ra tiền mặt thì có giá trị lên tới gần 1.700 vàng. Và thử tưởng tượng, phép bổ trợ này rơi vào tay những vị tướng vừa tận dụng được cả lượng sức mạnh phép thuật và tốc đánh gia tăng như Azir, Diana thì sẽ bá đạo tới mức nào? Như vậy, rất nhiều tướng có thể sử dụng phép bổ trợ này đến mức lạm dụng. Chính vì thế, nó làm cho trò chơi mất cân bằng cũng như khá tẻ nhạt, đi ngược lại tiêu chí của Riot Games. Và thế là số phận của nó cũng phải bay màu trong giai đoạn tiền mùa giải 3, tức là ngay đúng thời điểm Liên minh huyền thoại cập bến Việt Nam. Fortify, kiên cố. Với những game thủ đã chơi Liên minh từ những ngày đầu, phép bổ trợ kiên cố là thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Với tên gọi gốc Fortify, nó cung cấp cho trụ đồng minh khả năng miễn nhiễm sát thương và tăng 100% tốc độ đánh trong 7 giây. Như vậy, những tướng có skill khiêu khích như Shen, Ramos mà cầm phép bổ trợ này thủ giới trụ thì có cho tiền cũng không ai dám băng trụ, dù bạn có đang thọt đến đâu. Không những thế, khi phép bổ trợ này không trong thời gian hồi, tướng sở hữu sẽ có khả năng gây thêm 9 sát thương lên lính. Rõ ràng, khả năng miễn nhiễm sát thương lên đến 7 giây khiến cho những đợt đẩy trụ của kẻ địch không thể nào thành công được. Chưa kể, Fortify câu giờ cực tốt, chống lại đội hình push trụ mạnh mẽ của kẻ địch trong giai đoạn đầu game. Nó cũng có một điểm bổ trợ đi kèm giúp gây thêm 50% sát thương lan ra xung quanh khi sử dụng Fortify lên trụ. Vì quá bá đạo như vậy nên phép bổ trợ này đã bị loại bỏ từ khá sớm. Sau này, nó được làm lại trong chế độ cướp cờ với cái tên là kiên cố, tuy nhiên sau đó chế độ này cũng bị khai tử luôn. Hồi sinh. Trước phiên bản 5.4, bất kỳ ai cũng có thể tự cosplay Zilin bằng cách cầm theo phép bổ trợ hồi sinh. Điều kiện để sử dụng được phép hồi sinh là phải bị hạ gục trước đó. Và khi màn hình của bạn chuyển sang màu xám thì chỉ cần bấm hồi sinh và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lại sống, lại lao ra để def nhà. Rất đơn giản. Phép hồi sinh càng về cuối trận sẽ càng đem lại nhiều tác dụng bởi bạn sẽ không cần phải chờ mấy chục giây để quay trở lại nữa. Tuy rằng có thời gian hồi cực lâu lên đến 540 giây, tuy nhiên một phép bổ trợ cho khả năng hồi sinh một vị tướng đang lên bảng điểm số là hơi quá bá đạo nên nó cũng cần phải bị xóa đi để trở nên cân bằng hơn so với những phép còn lại. Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn là một phép bổ trợ mới bị xóa bỏ vào mùa năm. Tuy nhiên, lý do thì hoàn toàn trái ngược với các phép bên trên bởi nó quá phế. Những game thủ chơi Liên minh nhiều năm cũng chưa một lần dùng đến Thiên Lý Nhãn bao giờ. Tác dụng của Thiên Lý Nhãn giống như chiêu W, ưng nhãn của Queen nhưng có phạm vi xa hơn. Nói ngắn gọn, nó cung cấp tầm nhìn cho tướng sử dụng. Thường thì Thiên Lý Nhãn sẽ chỉ được sử dụng ở vị trí hỗ trợ để kiểm tra tầm nhìn tốt hơn. Nhưng với việc có những trang bị cắm mắt cũng như phụ kiện có sẵn rồi thì Thiên Lý Nhãn cũng là một thứ gì đó quá thừa thãi mà chẳng ai sử dụng cả. Và tại phiên bản 6.19, Thiên Lý Nhãn đã bị âm thầm loại bỏ khỏi trò chơi. Trước đó vẫn tồn tại trong chế độ đâu phải cấp cờ và thăng hoa. Nhưng có lẽ với tác dụng không quá nổi bật này, Thiên Lý Nhãn đáng nhẽ phải bị xóa bỏ từ lâu rồi mới đúng.
Rally. Không thể cân bằng lại khả năng bá đạo của Rally, Riot phải ngậm ngùi xóa bỏ. Rally là phép bổ trợ triệu hồi một cờ lệnh tồn tại 15 giây và buff cho các tướng đồng minh loạt chỉ số mạnh siêu to khổng lồ. Cụ thể, nó tăng 10 đến 35 sát thương vật lý, 20 đến 70 sức mạnh phép thuật cho tất cả đồng minh trong tầm, một dạng buff sức mạnh thượng thừa hơn cả đấng. Với những chỉ số này, các pha giao tranh đấu trận trở nên quá dễ dàng và một chiều cho đội nào có cờ lệnh. Chưa kể, nó tồn tại tận 15 giây, trong khi combat chỉ cần vài giây là đã ngã ngũ. Việc xóa rally là điều không thể tránh khỏi. Vậy bạn muốn hồi sinh lại phép bổ trợ nào nhất? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!